Chào mừng các bạn đã trở lại với Thuật Tin Học. Thì hôm nay tiếp tục mình sẽ hướng dẫn các bạn làm bài thực hành số 9 đó, trong chương trình Tin Học lớp 10. Đây là bài tập và thực hành tổng hợp. Đối với bài thực hành số 9 này mình sẽ tiến hành tạo bảng. Đó. Cái đây mình sẽ tạo hai cái bảng này. Đó, tạo hai cái bảng này và tạo luôn cái đoạn này. Đây, tạo luôn cái thông bảng thông báo này. Thì ở đây tạo cái bảng thời khóa biểu. Thì nó sẽ đếm coi có bao nhiêu dòng, bao nhiêu cột. Thì mình để ý nè, đây mình sẽ có tổng cộng là 7 cột và 6 dòng. Thì chúng ta sẽ vẽ ra một cái bảng ha, vẽ sệt tròn thế vuông. Chúng ta sẽ có 7 cột và 6 dòng. Thì ở đây mình sẽ để ý đây, mình 7 cột 6 dòng ha. Buông sau đó, sau khi nó được 7 cột 6 dòng rồi, mình sẽ nhấn chuột vào, sẽ được 7 cột 6 dòng ở đây. Hoặc là có một cách khác là chúng ta đối với Word 23 thì chúng ta vào table và insert table thì chúng ta vẫn dễ được ha. Vậy đó, nó chọn này ra. Ở đây sẽ là 7 cột. Đây là 6 dòng. Đây là số dòng ở đây. Mình chọn ok thì nó vẫn dễ ra được ha. Thì chúng ta chọn cách nào cũng được. Rồi. Sau khi gỡ xong thì chúng ta có thể gõ cái thời khóa biểu của mình vào đây. Dễ dàng thôi. Bình thường nó ví dụ như thứ hai chẳng hạn, chúng ta có chọn phông chữ lại ha, 14 thôi. Giờ mình chọn đây là thứ hai. Cái này kéo cho nó rộng ra. Rồi tương tự mình sẽ gõ tiết 1, tiết 2, tiết 3, tiết 4 gì đó. Ở đây thì nó sẽ chữ in nghiêng, thì mình sẽ gọn lại là chữ in nghiêng ha. Rồi đây cũng vậy, chọn lại là chữ in nghiêng. Rồi xong cái bảng này, sau đó thì các bạn có thể đây các bạn có thể điền các môn học cần thiết của mình đúng theo cái biểu của mình nè. Tiếp theo mình sẽ bật em vào câu A3 để sẽ trình bày bảng này. Đúng. Bạn so sánh du lịch. Rồi với các bạn này, các bạn để ý đây nó sẽ cũng có là 2 3 4 5 6 7 7 cột, và sẽ có là 1 2 3 4 5 6 6 dòng luôn. Các bạn lưu ý là các bạn tính luôn cả cái dòng này ha. Để một chút nữa chúng ta sẽ dễ làm hơn. Nếu như các bạn vẽ 5 dòng thì vẫn được, nhưng mà chút nữa ta chỉnh để chia phải chia ra thì nó hơi khó hơn hơn là ta gộp. Do đó thì ta nên chọn 6 dòng 7 cột cho nó dư chút, nó sẽ dễ hơn. Rồi rồi ở đây mình vào sạch nè, mình chọn cái bô nè, chọn sạch cái bô nè. Giờ mình chọn 6, mình chọn cách này ha, 6 dòng 7 cột. Rồi ok, rồi ở đây sẽ định dạng cho nó giống cái này. Thì đầu tiên các bạn để ý chỗ địa danh này, địa danh này nó sẽ là cái ô cái lớn ha. Ô lớn này chúng ta có thể vào để chọn nối hai cái ô này lại sẽ thành ô lớn. Thì trong cái thẻ layout chúng ta sẽ chọn bold cell. Và tương tự bên đây cái cột cao độ của trung bình này, đầu của trung bình này thì cũng sẽ nối này lại trong bold cell. Mà còn nếu như muốn tách nó ra thì các bạn chọn clip cell đây, clip cell đây, ví dụ như tách nó ra làm hai dòng hai cột thì chọn ok, tách làm hai dòng hai cột. Rồi, tương tự trên này mình sẽ nối những cái dòng này là nhiệt độ nè, là cao thấp trung bình gì đó. Thì đây sẽ nói như lại, tương tự sẽ nói như lại. Rồi à, này ta sẽ được cái bảng giống như cái này, và các bạn có thể gõ được bình thường thôi, như địa danh cao độ trung bình gì đó. À, bạn gõ vào đây. Nó hơi nhỏ quá kia cái bảng, cái cột các bạn rộng ra.
Rồi. Chọn lại cái sai chữ nó nhỏ xíu. 12 thôi. Rồi. Ở đây các bạn để ý nè. Các bạn muốn cho nó cái chữ của nó nằm chính giữa như thế này. À, là như này thì làm sao? Đấy, cái chữ này nó không nằm chính giữa đúng không? Thì mình cho nó nằm chính giữa. Cho nằm chính giữa thì chúng ta chọn màu đen nó. Rồi, ta chọn cái phần layout nè. Ta chọn đây, element nè. Ta chọn là chính giữa ha. Cái align center nè. Nó sẽ chữ nằm chính giữa nè. Cho mình luôn, tương tự cái này cũng vậy ha. Rồi, sẽ nằm chính giữa cho mình. Thì đối với Office 2003 thì chúng ta có thể vào cái phần thân công cụ thiếu quên border để chúng ta chọn ha, cũng được luôn. Rồi. Đối với phần độ C thì chúng ta sẽ bôi đen cái này. Rồi chúng ta chọn cái chỉ số trên cho nó nha, hoặc là chúng ta vào đây. Chúng ta chọn Super Grip ha. Vậy là được. Rồi. Biết Đà Lạt gì đó, các bạn có thể tương tự bạn gõ ví này thôi, không có gì khó cả, nó chỉ khó trên này thôi. Rồi bây giờ tiếp tục mình sẽ hướng dẫn các bạn câu B là xin soạn thảo và trình bày văn bản. Thì ở đây mình sẽ soạn một cái thông báo như này. Thì đây thông báo nó cũng sẽ có cái ô dung như thế này. Khi mặc định thì các bạn có hai cách làm, nhất là các bạn đánh một bảng sông cho bạn kẻ nền, kẻ khung cho cái trang của mình. Cái thứ hai là mình sử dụng test box để đánh ha. Thì để sử dụng test box thì chúng ta vào qua trang mới thì ta nhấn Ctrl Enter cho nó nhảy qua các trang ha. Dùng text box thì chúng ta sử dụng đây. Chúng ta vào phần insert giống như nãy để dùng text box. Rồi, ta sử dụng text box này để chúng ta gõ văn bản vào. Ví dụ như thông báo gì đó. Qua đây. Được ha. Rồi. Đó chúng ta kéo này kìa. Kéo cho cái text box nó bự ra thì chúng ta có thể gõ được cái này dễ dàng. Cái trang của mình. Hoặc là chúng ta có thể gõ xong chúng ta kẻ khung tô nền cho cái cũng được, nhưng mà mình chỉ khung cái này thôi thì mình chọn cái này. Rồi bây giờ mình chọn test box thì nó sẽ linh hoạt hơn. Ở đây thì mình để ý ở đây nó có hai bên, Cộng hòa Xã hội Việt Nam và Đoàn Thanh niên Cộng sản gì đó. Các bạn có thể làm bằng cách sau, thì các bạn để có được hai cột hai bên thế này thì các bạn sử dụng bảng đi, sử dụng bảng nó sẽ nhanh hơn. Rồi insert nè, ta chọn cái bô, ta chọn đây là hai cột một dòng, sau đó các bạn gõ vào bình thường là ví dụ như Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Mình sẽ thu cái này lại ha, kéo cái này qua. Rồi sau đó mình sẽ định dạng cho cái này cho nó giống cái yêu cầu người ta, cho cái này nó đậm không. Rồi, chỉ chọn cho nó bên giữa ha. Rồi bên đây là nó gì, chữ in hoa. Rồi ở đây nó sẽ có là bên đây nó sẽ canh giữa chỗ này. Rồi cái này nó sẽ canh phải ha. Rồi ý là cái này nó sẽ là đậm nghiêng. Rồi muốn thêm cái lượng gạch ở dưới này thì chúng ta vào cái phần insert chọn shape, đây chọn là gạch này. Tương tự như ta sẽ nhấn phím shift và nhấn chuột ha, sau đó ta kéo cái nhấn chuột trái và kéo ra. Ta chọn màu cho cái đường gạch, nó thường là chọn màu đen thì nên nha, sẽ đậm, nó sẽ đậm hơn. Rồi tương tự ở chỗ này chúng ta vẫn có thể chọn cái đường gạch cho nó.
Rồi, ở đây mình sẽ chọn cái đường gạch dưới cái dòng dưới cái chữ ngôi gia tự. Đây, mình cũng chọn insert. Chọn sáp. Chọn cái đường gạch nhấn shift kéo qua. Rồi. Đây các bạn lưu ý là trong cái bài của người ta là người ta không có cái khung này. Do mình sẽ ẩn đi cái khung này ha. Ẩn đi bằng cách nào? Thì ở để ẩn đi cái khung của cái bảng này á, ta sẽ vào đèn cái bảng này ha. Sau đó ta vào cái mục là insert nè. Mục design nè. Ta vào file border nè. Sau đó ta chọn cái border này. Ta thấy có những cái khung ở đây. Ta kích vào cái khung này hoặc là ta chọn none. Sẽ bỏ đi những cái đường xung quanh này. Hay những cái khung xung quanh này, chọn ok. Hay ta thấy nè, các bạn sẽ không nó sẽ ẩn đi cái khung nha. Tức cái bảng mình mặt nó vẫn còn nhưng mà nó sẽ ẩn đi những cái đường viền. Đây, ta thấy nó vẫn còn cái bảng ở đây. Nhưng mà nó sẽ ẩn đi những cái đường viền nè. Đó, ta thấy nó vẫn còn cái bảng này. Xem như mình đã hoàn thành được cái phần tiêu đề của cái bảng này. Các bạn có thể gõ tiếp những cái phần phía dưới này ha. Rồi, đến đây là xem như giả sử mình đã gõ được tới đây. Đối với cái phần cuối này các bạn cũng sử dụng cái một table ha, để ta tạo ra một table có hai cột này. Thì ta sẽ gõ nơi nhận người bí thư đoàn gì đó. Rồi bây giờ mình sẽ định dạng cái đoạn văn này. Chữ này mình sẽ thông báo đấy, mình sẽ động. Rồi cái về việc này thì cho nó sát ở phía trên này. Rồi ở đây nó sẽ cách xa ra thì gặp đây tơ cho nó cách xa ra. Rồi này mình sẽ cho nó canh giữa cái này. Rồi cái này mình sẽ giãn phân cách giữa các cái đoạn này ha. Rồi sẽ thuộc vào dòng và giảm cách giữa các đoạn. Sẽ bôi đen cái này. Rồi chúng ta vào file up. Để chọn fit line đây nè. Rồi dạng cái này lên. Tầm 14 giá tơ lên là 6. Ok. Rồi. Cái dưới này chúng ta định dạng cái số ở phía dưới. Các cái số nè. Thì các bạn chỉ cần chọn cái này nè. À, chỗ này sẽ định dạng cái số nè. Đây. Đây. Nó sẽ là những cái số cho mình. Rồi. Ở đây tăng lên 6. Ok. Rồi. Sau đó thì kính gửi này mình chọn là đậm nghiêng ha. Chữ gửi này. Đó hỏi. Rồi, bây giờ tương tự mình sẽ định dạng cho phía dưới này. Dưới này thì cũng sẽ định dạng tương tự như trên. Đây, chọn này nhận nè. Đây, Mai Tuấn Vũ. Đây, kênh giữa. Đây, kênh giữa luôn. Đây, nó thưa quá, mình cho nó gần lại xíu ha. 1 chấm. Rồi. Bỏ cái khung này đi. Của cái khung của cái bảng này thì chúng ta cũng vào cái phần design này để chọn file border. Rồi chọn border thì sẽ chọn none. Ok, bỏ cái khung này sẽ tạo cái bóng mờ cho cái này không ạ. Chọn cái bóng cho cái được khung này ha. Đây, chọn cái bóng cho nó này, cái này chọn bóng nhiều bóng ít tùy các bạn. Trong bóng này rồi mình có thể tăng cái độ đậm của cái nét đó lên. Rồi. Rồi. Như là ra xong cái bài thực hành số 9 đó. Rồi cái này thì mình xem như mình đã hoàn thành định dạng xong cái bài thực hành số 9. Các bạn có thể tô màu nền nè, tô màu nền cho bảng này. Thì các bạn có thể tô màu nền vào chỗ này, màu nền cho cái bảng của mình một ha, mong muốn dễ dàng.
Tức là chúng ta vào cái thẻ design này, layout và design, chọn cái màu cho nó theo ý muốn của mình. Đây, khá đơn giản ha, cho nó chọn cái màu theo ý muốn của mình. Rồi, cái này thì mình xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi ha. Các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ, cũng như để xem được những video mới nhất để chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Rồi, hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.